Bayern Munich vừa đá giao hữu cùng Tottenham và kết quả trận cầu đình sẽ là mở màn bản tin ngày 4 tháng 8. Bên cạnh đó, các cập nhật nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đến với kênh Bình luận viên Anh Quân Điều và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bayern Munich hạ gục Tottenham. Atletico Madrid hỏi mua Julian Alvarez với giá 70 triệu euro. Nico Williams từ chối lời đề nghị của Paris Saint-Germain. Đụng độ ở Hàn Quốc trong trận giao hữu và Bayern Munich cùng Tottenham đã tung ra sân đội hình có không ít ngôi sao. Được biết hùng xám xứ Bavaria là bên mở tỷ số với pha lập công của Gravian Vidovic ở phút thứ tư. Thời gian còn lại của hiệp 1 không chứng kiến thêm bàn thắng nên Tottenham đánh bước vào giờ nghỉ với bất lợi về mặt kết quả. Thậm chí đại diện xứ sương mù còn để thua thêm một bàn nữa ở phút 56 sau pha lập công của Leon Goretzka. Các nỗ lực từ Tottenham chỉ giúp họ có bàn thắng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Pedro Pozo. Đây cũng là kết quả cuối cùng của màn chạm trán và điều thú vị là hai đội sẽ sớm tái ngộ trong một trận giao hữu khác vào tuần sau. Hành trình của Julian Alvarez cùng đội Olympic Argentina tại Thế vận hội đã khép lại và giờ là thời điểm chân sút Nam Mỹ tập trung làm rõ tương lai. Vào đêm qua, báo chí vừa tiết lộ giá trị lời hỏi mua mà Atletico Madrid gửi đến Man City. Cụ thể, ông lớn La Liga sẵn sàng bóc hầu bao 55 triệu euro cố định cộng với các khoản phụ phí để tạo ra đề nghị trị giá 70 triệu euro. Ở chiều ngược lại, Man City kỳ vọng thu về 80 triệu euro cố định cộng 24 triệu euro phụ phí. Rõ ràng vẫn còn khoảng cách khá lớn về quan điểm giữa hai bên nên các câu lạc bộ cần thêm những cuộc trao đổi. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của Paris Saint-Germain cũng là yếu tố phải nhắc đến ở thương vụ trên. Bên cạnh Barcelona thì Paris Saint-Germain cũng là đội bóng dành rất nhiều tâm sức để theo đuổi Nico Williams. Thế nhưng sau thời gian cân nhắc thì nhà vô địch Euro 2024 đã quyết định từ chối lời đề nghị của ông lớn nước Pháp. Thông tin trên đã được chuyển đến huấn luyện viên Luis Enrique của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Điều đáng chú ý là phía Paris Saint-Germain không cho rằng họ đã thua Barcelona trong bàn đàm phán. Thay vào đó, ông lớn nước Pháp thiên về khả năng Nico Williams chọn ở lại Athletic Bilbao. Đây cũng là kịch bản đang được truyền thông đồn thổi khi Barcelona chưa có thêm bước tiến nào ở thương vụ trên. Đã sớm chốt được cái gật đầu với Nuzay Mazraoui nên Manchester United đang nỗ lực hoàn thành việc chiêu mộ ngôi sao Maroc càng sớm càng tốt. Thậm chí huấn luyện viên Erik ten Hag còn kỳ vọng hậu vệ 26 tuổi có thể tham dự trận tranh Community Shield vào tuần sau. Tất nhiên để kịch bản trên thực sự xảy ra, Quỷ Đỏ còn đưa ra con số làm hài lòng Bayern Munich. Theo các cập nhật vài ngày gần đây, Man United đã hỏi mua chung cả Nuzay Mazraoui và De Ligt. Thế nhưng các bên vẫn có thể hoàn thành từng thương vụ trong thời gian tới. Dù đã theo đuổi Edin Ketia được một thời gian, nhưng Olympique Marseille vẫn chưa thể chiêu mộ thành công tiền vệ người Anh. Nguyên nhân là bởi lời đề nghị trị giá 27 triệu euro của câu lạc bộ nước Pháp không làm hài lòng Arsenal. Theo nhiều đồn đoán, pháo thủ muốn ít nhất 35 triệu euro, chưa kể biến phí từ thương vụ trên, nên cần lắng nghe thêm những lời hỏi mua khác để tìm kiếm lựa chọn tốt nhất cho mình. Còn về phía đại diện nước Pháp, họ cũng đang tìm thêm những mục tiêu mới để làm dày thêm hàng công. Mùa giải mới còn chưa khởi tranh nhưng Man City đã nhận tin kém vui khi phải nộp phạt 2 triệu bảng do 22 lần nhập cuộc muộn trong quá khứ. Đứng trước cập nhật trên, huấn luyện viên Pep Guardiola đã nhanh chóng đưa ý kiến cùng nội dung. Tôi vừa đọc tin tức và sẽ cố gắng rút ngắn bài phát biểu của mình trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Ronald Araujo hiện đang chấn thương và cần thêm vài tháng nữa để hồi phục trước khi tái xuất. Không chỉ vậy, ngôi sao Nam Mỹ còn vừa xuất hiện trong một cập nhật khiến các cô lề chẳng thể vui nổi. Cụ thể, lời chào mời gia hạn mà Blaugrana gửi đến cầu thủ người Uruguay từ giai đoạn tháng giêng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Nguyên nhân là do Ronald Araujo không cảm thấy ấn tượng với đề xuất lương bổng trong lời đề nghị trên. Do vậy không khó hiểu khi hậu vệ Nam Mỹ xuất hiện trong một vài tin đồn chuyển nhượng đầu tiên ở phiên chợ hè. Thế nhưng chấn thương của Ronald Araujo khiến sự quan tâm tạm thời dừng lại và tương lai trụ cột tuyển Uruguay hiện vẫn còn là một ẩn số. Atletico Madrid vừa có chiến thắng 3-1 tương đối ấn tượng trong trận giao hữu với Getafe vào đêm qua. Bên cạnh đó, truyền thông cũng rất quan tâm đến việc João Félix đá chính ngay từ đầu và có cho mình một bàn thắng vào cuối hiệp 1.
Cập nhật trên đi cùng những thông tin đầy tích cực gần đây về quá trình tập luyện của ngôi sao người Bồ Đào Nha rõ ràng là tín hiệu vui với Atletico Madrid. Dù vẫn thiên về khả năng chia tay Felix, Lorenzo Blancos hoàn toàn thể nghĩ đến việc tiếp tục gắn bó với nhân tố sinh năm 1999 nếu không xuất hiện lời đề nghị hợp lý trong phiên chợ hè. Huấn luyện viên Arne Slot đã bắt đầu triều đại mới tại Liverpool và chiến lược gia người Hà Lan cần vài học trò sắm vai hạt nhân trong kế hoạch của mình. Darwin Núñez là một trong số đó và ngôi sao Nam Mỹ vừa có cuộc trao đổi đáng chú ý với thuyền trưởng của The Kop. Cụ thể, huấn luyện viên Arne Slot muốn cậu trò đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc cải tổ tại St Anfield. Do vậy, màn thể hiện mùa tới của Núñez sẽ rất đáng chờ đợi khi cầu thủ người Uruguay cũng đang khát khao thể hiện bản thân hơn bao giờ hết. Ngay khi Euro còn đang diễn ra, thì Anthony Gordon đã xuất hiện trong các liên hệ với câu lạc bộ Liverpool. Bản thân lữ đoàn đỏ cũng đang cân nhắc ngôi sao người Anh, nhưng chưa đạt được bước tiến đáng kể nào trên thị trường chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, Newcastle cởi mở với việc lắng nghe những lời đề nghị nhưng chẳng thể loại trừ việc đàm phán gia hạn cùng nhân tố 23 tuổi. Theo The Athletic, Trinh Tròe đang lên kế hoạch thương thảo với ekip của Gordon ngay sau khi tuyển thủ tam sư trở về từ kỳ nghỉ. Cập nhật trên khiến thương vụ trở nên rất khó đoán khi chẳng ai dám chắc Anthony Gordon sẽ ở lại Newcastle hay chuyển sang Liverpool. Napoli cùng Girona vừa có trận giao hữu đêm qua với kết quả là chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội bóng Tây Ban Nha. Được biết, tân binh Van de Beek là cầu thủ đã mở tỷ số cuộc đấu và đây là thông tin được truyền thông rất quan tâm. Ai cũng hiểu ngôi sao người Hà Lan chịu sức ép lớn sau khoảng thời gian đáng quên tại Man United. Do vậy, chăm chỉ tập luyện và nỗ lực mỗi khi ra sân tại Girona là cách duy nhất để Van de Beek cứu vãn sự nghiệp của mình. Sau thời gian kiên trì tìm kiếm thì Atletico Madrid cũng vừa có sự bổ sung chất lượng nơi hàng công. Cụ thể, ông lớn La Liga đã chiêu mộ thành công chân sút Alexander Solot và ngôi sao Bắc Âu đã bay đến thành phố Madrid để hoàn thành các thủ tục cuối cùng. Đây là tân binh rất đáng kỳ vọng của Lorenzo Blancos khi ở mùa giải trước, nhân tố 28 tuổi đã có tới 23 bàn thắng và 6 kiến tạo tại La Liga. Do vậy, các fan có thể tin tưởng vào việc Alexander Solot sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Alvaro Morata để lại sau khi chuyển đến AC Milan. Harry Ahmad có thể coi là một điểm sáng trong các trận giao hữu của Man United. Thậm chí huấn luyện viên Erik ten Hag còn đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu học trò qua phát biểu. Hiện tại Harry Ahmad chưa thể tiến xa như Kobe Mainoo, nhưng nếu đội bóng huấn luyện đủ tốt thì sau 3 tháng nữa cậu ấy có thể đạt đến trình độ đó. Harry Ahmad là một tài năng lớn, mọi chuyện có thể tiến triển rất nhanh và sẽ rất thú vị. Ngoài kết quả trên sân thì việc Victor Osimhen không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu cũng là điểm nhấn trong trận giao hữu đêm qua của Napoli. Dường như ông lớn nước Ý đã sẵn sàng chia tay chân sút 25 tuổi nên muốn nhường cơ hội ra sân cho các thủ khác. Dẫu vậy, việc đại diện Serie A để nhân tố sinh năm 98 đến chơi cho đội bóng nào đó vẫn đang là một ẩn số. Về cơ bản, Paris Saint-Germain là bến đỗ tiềm năng cho Osimhen, nhưng Chelsea cũng đã sẵn sàng tạo ra một thương vụ hỏi mượn cộng điều khoản mua đất. Cũng phải nhắc lại rằng việc huấn luyện viên Antonio Conte rất muốn tái ngộ Romelu Lukaku có thể là yếu tố tác động gián tiếp đến tương lai của Osimhen. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý nhất trong 24 tiếng qua. Tuần đầu tiên của tháng 8 sắp trôi qua và chúng ta cùng chờ đợi những bom tấn sẽ xuất hiện nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng. Vì vậy đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.